Đây nha các cụ nha, giới thiệu cho các cụ là tiệm sửa giày Văn nổi tiếng ở Sài Gòn luôn. Ở đây tiệm sửa giày là hơn 40 năm rồi. Đây, cái này là mình giới thiệu là đối diện 95 Lê Anh Tôn. Đây ngay chạm xe buýt. Ngay kề coi như là nhà trưng bày triển lãm thành phố luôn, Lê Anh Tôn. Các bạn có giày hiệu, giày xịn gì đều qua đây sửa được hết nha. Mình phỏng vấn nữa. Anh phỏng vấn em tí được không? Em hả? Anh bảo anh Văn rồi, ok. Em làm đây lâu chưa? Mới làm anh. Mới làm hả? Dạ. Công việc mình làm ngày 8 tiếng à? 8 sáng đến 5 rưỡi anh. 8 sáng 5 rưỡi. Cái này học nghề bao lâu thì xong? Có tuổi người à, lâu lắm hả? Lại lâu. Lâu hả? Tức là hàng hiệu mình cũng làm luôn hả? Hàng nào lại làm hết anh. Làm hết hả? Hàng cái gì làm hết. Làm công việc này khá là có ích cho cuộc sống đúng không? Đúng rồi. Mình thay vì mình phải mua đôi giày mới thì mình tận dụng mình làm lại để nó không giảm các cái phát thải, rồi là tiết kiệm tài nguyên cho xã hội, đúng không? Yeah. Công việc hết sức là ý nghĩa các bạn. Yeah. Cảm ơn em. Chúng ta xem một số cái thiết bị đây nhá. Thiết bị. Đây là cái máy gì anh Văn? Máy để may cái đường chỉ này. À, máy may cái đường chỉ. May dây kéo á. À. Để làm máy kéo kìa nè. Vâng. Máy này là từ thời nào cơ? Cái này 70-80 tuổi rồi. Ồ, máy này là máy nước ngoài là Đức đàng hoàng của Đức. Quý vị nhá, máy Đức nhá. 70-80 tuổi rồi nhá. Hơn tuổi đời của ông chủ ở đây. Đấy, hôm nay mình sửa hai đôi này. Sửa xong thì mình sẽ đi chân đất về luôn. 700. Rồi, cảm ơn anh Văn nhá. Cảm ơn ông chủ.